Chào bạn, chúng ta lại gặp lại nhau trong chương trình giới thiệu sản phẩm công nghệ. Thưa bạn, mùa hè sắp tới, nếu các bạn làm YouTube hoặc là các bạn biên tập video hoặc các bạn chơi game thì lúc này cái nhiệt độ mùa hè ở miền Bắc hay cũng như miền Nam nó rất nóng. Vì vậy nếu cái quạt tỏa nhiệt của bạn không tốt ấy thì máy tính của bạn rất hay bị cái tình trạng đó là chạy một lúc thì đơ, chạy một lúc thì lag. Vì vậy hôm nay Tùng muốn giới thiệu đến các bạn một cái bộ tỏa nhiệt được đánh giá là có chi phí rẻ nhất. Nó mang lại cái hiệu năng lớn nhất và nó thẩm mỹ nhất trong cái phân khúc giá của nó. Vậy đây là sản phẩm gì? Và sản phẩm này rất được ưa chuộng lên thị trường. Thì chúng ta ngay bây giờ sẽ cùng nhau đi khui hộp sản phẩm. Tùng sẽ có một video riêng hướng dẫn và chia sẻ các bạn cách lắp ráp cái bộ tỏa nhiệt này. Mời các bạn. Đây, thưa bạn, đây là bộ tỏa nhiệt của chúng ta. Các bạn nhìn này, trước tiên chúng ta bàn về vấn đề nó sẽ sử dụng cho các main dùng socket 2066, 2011 version 3, 1136, 115X và 775. Các bạn nhìn thấy rõ chưa ạ? Vậy là tất cả các dòng main bộ tỏa nhiệt này đều dùng được. Và cái mã tỏa nhiệt nó tên là T400i này. Đó, thuộc Colomaster. Toàn bộ tiếng Trung Quốc các bạn nhé, xuất xứ Trung Quốc. Còn đây là đây là cách nó thiết kế này. Thông tin sản phẩm này. Ví dụ như trọng lượng của nó là 705g. Nó sẽ dùng fan 12 để làm mát và dùng điện áp 12V DC để nuôi và có 4 jack pin. Đó, một số thông số của cái fan mà chúng ta có thể biết. Còn đây là bề mặt thật của nó này. Đó, nó sẽ có cái nét màu xanh hoặc màu đỏ. Hiện tại shop đang có màu đỏ không thôi các bạn. Bên này cũng là một hình của sản phẩm. Còn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau khui hộp ra xem chúng ta có những cái gì. Các bạn nhớ nhá, chúng ta sẽ lắp được cho tất cả các socket từ 775 đến 115X hay là 2036, tất cả các socket có bây giờ. Vì vậy nó sẽ rất đa năng, các bạn không cần phải bận tâm là main các bạn là main gì, nó sẽ ok hết với bộ tỏa nhiệt này. Đây, nó có một cái hộp này. Và đây là nhân vật chính của chúng ta này. Một túi. Cái này là chống ẩm. Chúng ta bỏ qua. Sách hướng dẫn sử dụng này chúng ta cũng bỏ qua thôi. Vì mấy khi chúng ta đọc hướng dẫn đâu. Người Việt Nam thực sự là rất lười đọc cái hướng dẫn sử dụng. Đây là hộp đựng này. Đây là của cái sản phẩm của chúng ta. Đây mặt trước này các bạn này. Đây là mặt trước nha. Sườn này rất dày, rất chi chít ná. Lúc nãy thì mình đã bảo là trọng lượng của nó là 705g. Vì vậy là rất nặng, mình không cần phải cân nữa. Đây này, mặt sau này. Còn đây là hệ thống đồng tỏa nhiệt này. Đấy, các bạn thấy chưa? Rất ngon. 1, 2, 3, 4. Đó. Còn với trong cái hộp này. Trong cái hộp này có cái gì đây? Colomaster này. Chúng ta sẽ cùng khui hộp ra nhá. Ở đây chúng ta thấy một cái gông này. Để các bạn có thể bắt vào các cái main này. Đây này, như này này. Đó, ví dụ như này. Thấy chưa? Các bạn thấy chưa? Ở cái gông này nó có thay đổi được cái kích thước này. Để lắp làm sao cho toàn bộ được các socket đều ok. Các bạn nhìn thấy nó rút ra thay đổi được này. Đấy, các bạn thấy chưa? Đấy, các bạn thấy chưa? Và đây chúng ta sẽ thấy rất nhiều ốc ác. Và có thêm một hộp, có thêm một chút keo tỏa nhiệt đủ để cho vào CPU. Các bạn nhìn đây này, keo tỏa nhiệt này. Còn keo tỏa nhiệt theo fan thì thường là loại keo tốt. Đấy, các bạn thấy chưa? Và đây là hai cái gông. Hai gông này nó sẽ được bắt như này này. Đây, hai gông này sẽ bắt vào đây này. Đây là một mã sản phẩm tuyệt vời. Nó sẽ thuận tiện cho tất cả người sử dụng. Có nghĩa là các bạn mua ở đây, các bạn mua quạt này, sau này các bạn nâng cấp bộ kê máy tính của các bạn thì các bạn vẫn giữ được cái fan này, vì nó phù hợp với tất cả các loại socket của chúng ta. Rất ok. Video giới thiệu của mình sẽ tạm dừng ở đây. Mình sẽ làm cho các bạn một cái video lắp ráp cái bộ fan tỏa nhiệt này sau. Cảm ơn các bạn. Các bạn nhớ like, share và subscribe kênh YouTube của chúng tôi. Đặc biệt là các bạn hãy chia sẻ những video này đến với cộng đồng. Cảm ơn các bạn rất nhiều.